Hi YouTube, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm cái món gỏi Thái Lan. Thì mình cũng chưa làm bao giờ qua hết, giờ mình thử. Thì gỏi Thái Lan thì nó rất là nhiều, nó có thể có đậu đũa, rồi cà chua, đủ thứ. Nhưng mà bữa nay đậu đũa mình đi chợ kiếm thì không có. Nó có nhưng nó bị móc hết rồi. Lỗi cái giọng mình không được good lắm, tại vì bữa nay mình bị mình dị ứng á, nó nghẹt mũi. Thì mình cũng có đủ chút xíu thành phần để mà làm cái món này thôi, chứ không có nhiều. Chẳng hạn như là tỏi nè, rồi cà pháo xanh nè, ớt xanh nè, cà chua, rồi đu đủ bào sẵn đó, rồi có cà rốt nữa nè, có một trái chanh, đó, ớt xanh. Và cái món mà đi chung nó không có thể thiếu là bạc khía. Bạc khía, nước mắm, fish sauce, ớt xay. Vậy nếu đường thốt nốt thì mình không có, nên mình chỉ dùng đường kêu brown sugar, cái đường nâu thôi, củ hành tím và có vài con tôm tươi á, mình lột vỏ sẵn rồi nè. Rồi bắt đầu mình làm nha. Đây cái này á, thì nói chung nó bự nó mới ngon, nhưng mà không có, nhà mình có gì mình làm đó thôi. Có cái này nó rất là nhỏ, thì mình làm những cái gia vị cho nó tạo nước trước đi, rồi cái gì mình đổ cái hỗn hợp đó vô, mình mới trộn vô cái tô lớn này. Vậy đi ha, có gì làm đó. Rồi bắt đầu tiên vô thì mình phải làm cái gì đây? Quên con dao. Ok, thì bắt đầu từ đâu đây? Bây giờ mình có thể làm tỏi trước đi ha. Tỏi. Cắt từng miếng trước đi. Nhỏ nhỏ cái này. Ba củ tỏi. Mình lột cái vỏ ra một chút. Nói chung là mình không có chuẩn bị, mình làm đại gì đó, đâm ra cái có gì sao làm vậy thôi. Thông cảm nha, làm ăn chơi thôi mà. Để luôn cái vỏ lụa cho nó thơm. Mình để có hai củ tỏi. Rồi chơi luôn đi, nhiều quá nó bị cay không ta, không sao đâu, kệ ăn luôn đi. Ba tép đi. Rồi bây giờ tới củ cà pháo nè, mấy nào nhỏ nhỏ thì mình giả nó trước cũng được. Bỏ mấy cái cái cắt nhỏ bỏ ruột quá, tại cái ruột nó có hột nhiều quá, bỏ bớt ruột lấy cái vỏ không thôi. Mình giả nó trước đi, để hồi nó cái quá bị rớt ra ngoài hết nè. Cũng ra mình dạng tỏi để trước nè. Cái hậu dành quá trời đâu nè. Nghĩ cái này chắc bỏ xa quá. Lấy nó ra bớt.
nhiều quá. Để thử thôi nha. Cái phần tiếp theo đây, cà chua. Thì có thể mình cắt, mình bỏ hộp. Bỏ mấy hộp đi. Lấy tay chịu lại cho nó dàn ra ngoài hết. Rồi bây giờ tới ớt. Cắt gì để mình bỏ hộp nhưng mà không sử dụng hộp nhiều, cái phần vỏ ngoài nó thôi. Rồi tới chanh. Ê, mình nghĩ mình bỏ chanh vô sau đi, mình có hành tím chứ. Nguyên cũ luôn nha. Những cái chua này chắc mình nghĩ cho mình bỏ một chút, bỏ vô sao, tại vì cái này nó nhỏ quá, mình không có thể để được hết nhiều món. Thì mình không cần giã nát đâu, mình chỉ giã cho nó hơi dập cho nó thấm mùi vậy thôi. Đó. Tới bạc khía. Qua khía chưa? Đây cái càng của nó này, cái này người ta ướp sẵn rồi, có tỏi có ớt đó, bỏ chút xíu để nó có cái vị vậy thôi. Miếng chừng nữa nè, quá là mùa khía thơm quá. Bắt đầu
miếng ớt nè, ớt xay sẵn nè, cay mình nghĩ cay nó mới ngon. Ớt xay sẵn, ớt chín đó nha, mình vào đây. Nước mắm, tại vì bát khía nó hơi mặn sẵn rồi, mình chỉ thêm nước mắm cho nó vừa để khi một chút mình bỏ cà rốt với đu đủ vô cho nó thấm, cho nó vừa đủ tới. Một xíu khoảng chừng nửa muỗng canh cà phê nước mắm, rồi đường nó đóng thành cục sẵn rồi, mình không bỏ nhiều nha, chút xíu thôi. Rồi có bọc như đầy đủ rồi nè, bởi vì khi cà chua có tổng cộng đủ hết, nhưng mà không có, mình chưa có bỏ chung cái này, đúng là tao bỏ chung cho người ta dập cho nó chín đều á, ô cho nó trộn cho đều với nhau, nhưng mà mình cái này nó nhỏ quá không đủ, thì mình chỉ trộn riêng á, dập sẽ dầm nó ra. Mai mốt mình làm món này ngon chứ mình sẽ mua một cái chài bự, chài nhỏ quá nó không có đủ dân đâu rồi, phải nhiều quá. Dùng tay luôn nha, hết rồi. Không dùng tay không được đâu, sẽ dặn ra ngoài hết. Đó, hỗn hợp nó bây giờ nó tan hết rồi, nhìn hấp dẫn không? Đó, bây giờ đồng mới tới chỗ. Đây, cái mùa này, cái bông cây thông á, nó ra nhiều bông quá, cái không có mưa nó làm cho mình bị dớn, uống thuốc cũng không hết nổi nữa. Đây, ở đây mình có mấy con tôm nè, con tôm mình đã làm sạch sẽ, ngắt đầu rửa sạch sẽ hết rồi, lấy cái gân của nó mình trộn vô đây, tôm sống. Ở đây hỗn hợp nha, có ba khía nè, nước mắm nè, đường cắt vàng nè, rồi tỏi, củ hành tím, rồi cà. Đó, bây giờ mình để cho cái hỗn hợp này nó thấm vô con tôm chút xíu đi. Đưa tôm xuống, mình trộn nó lên. Đỏ qua một bên. Bây giờ có một cái tô đó, để mình lấy mấy cái này nè, mình làm sẵn á, mình lấy ra để riêng chứ nó nhiều quá mình không có làm được, chắc mình bỏ cái hộp đi. Bớt hộp chút. Rồi bắt đầu tới cà chua, mình thích cà chua nhiều thì mình bỏ cà chua thêm chút vô. Hãy
bỏ bớt hột đi. Giấy để kia đi. Rồi bắt đầu tới đu đủ vào sẵn nè, bỏ ra đây, bỏ hết vô luôn. Kè chắc mình không ăn tới thôi. Xếp đi hết. Quảng gốc bắt đầu bây giờ mình bỏ chanh vô nha, mình sắc mấy cái vỏ chanh cho nó thơm trước đó. Bỏ vô đây cho nó thơm. Nếu mà chanh mình là chanh vàng á thì nó ngon, chanh vàng là nó gọi là lê mình á, cái nó không có bị đắng, nó thơm đó, bỏ về miếng cho nó thơm thôi. Có dư ăn rồi, nhưng mà trộn chung cái gỏi đó, đó mình nghĩ là mình phải thêm chút xíu cho nó có độ mặn nữa. Mình cho thêm miếng mắm, mình sẽ nghĩ qua chừng muỗng canh nước mắm nữa. Một là thích ba khía nhiều á, mình có thể bỏ ba khía vô trong đó một chút nữa. Cái muỗng đầu tiên đó. Để cái muỗng đâu không thấy nữa. Thôi vậy đi. Đây bắt đầu. Ở đây nè, có cà chua nè. Có cái muỗng nằm đây. Đó, cà chua, cà rốt với đu đủ. Bắt đầu mình mới đổ cái hỗn hợp để mình giả vô rồi nha. Mình hấp dẫn quá. Phải chi mà được cái này nó bự á thì mình làm nó dễ hơn. Bỏ hết đóng vô làm lần một luôn. Mình không dám dùng tay tại chút nó cay quá không.
bây giờ mình có cái dĩa, mình mới đổ ra cái dĩa ăn. Nên hơi nhiều cho một cái tô. Bây giờ mình đổ ra bớt ra xong. Cái này lần đầu tiên mình thử làm thôi chứ mình chưa làm qua bao giờ hết. Mình thấy cũng ngon. Coi YouTube của người Thái Lan người ta làm á, với người Lào người ta ăn chung với bún, với cơm. Mình thì thích ăn chơi thôi chứ mình không thích ăn chung với bún lắm. Thử coi sao. Mấy con tôm nằm đầm trong cái nước sốt của nó đó. Nó đầm nó bị nghiêng phải không? Nó nằm xuống đây. Mình cho xuống đây cho nó thấm cái sốt trước đi. Đâu nữa rồi. Đây. Khỏi những ăn cái món này nè. Đó, ở càng ba khía nè. Mấy nó ngon gì mà lạ đời, không có thịt gì hết mà chưa nút cái rất là béo. Nó mặn mặn nữa. Khỏi kêu được. Đúng rồi bà kia. Qua Mỹ bao nhiêu lâu ăn rồi vẫn thấy ngon. Ok. Thử miếng đi với nhau. Quá đã. Thử miếng đu đủ nè, cà pháo, tôm này cho nó chín, pháo với một con tôm. Bác Hiếp nghĩ mình đồng để lấy vị thôi chứ mình nghĩ mình ăn không được đâu, tại vì nó giọt khó không mà cắn vô có gãy răng á. Miếng cà chua. Rất là ngon. Nó có gì nào? Nó thiếu cái gì không biết. Có vị chua, cay, chua của chanh, cay của ớt, giòn của đu đủ với carrot. Béo béo. Bùi bùi của con tôm sống. Nắng nắng chát chát của cà pháo. Vị chua nhẹ của cà chua. Rất là ngon. Và đặc biệt là có cái mùi hương của bạc khía. Nồng cay nhẹ của hành tím. Wow. Hang on. Lâu thì mình thử luôn á. Mình thử thí dụ mình dùng được thốt nốt thì chắc lẽ là nó không có gì ngon riêng của thốt nốt. Tại vì mình đi mua mình quên, cứ nghĩ nhà còn. Tại nhà cũng hay nấu chè á, cũng hay dùng đường thốt nốt. Cũng không sao, cũng ngon. Ôi, chắc còn tao rồi. Nó ngon hơn tôm sống chấm quạt sa bì nữa.
có vị rất là riêng, không tanh nha. Đầy đủ cái đó, ngon quá. Mà uống bia là hết 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 đường nó luôn. Lỗi cho mặt mình bữa nay bị con mắt sưng hết rồi, dị ứng. Wow, một khí ướp sẵn rất là ngon. Hiệu cái dừa nè, nếu ai ở Mỹ á thì mua cái hiệu này ăn ngon, ướp sẵn nó như đủ sạch. Một miếng nữa để mình đúc thôi. Ba khía này ướp sẵn nên nó sẽ không mặn giống ba khía mà người ta làm muối, nên nó có cái vị dịu sẵn này. Nếu mình làm cái món này á, mình dùng ba khía này thì nó hay hơn. Béo quá, mặn, thơm, tỏi, ớt, quá ngon luôn. Chờ liều luôn, khỏi giả nó cắn cho nó như thế nào, nó gãy răng không nữa, cạn nó bự chưa. Quá béo, quá ngon. Rất là lạ miệng và rất là ngon. Hơi nhiều cà rốt chút, nhưng ít chút được. Nhưng mà làm sao có ăn được rồi ha. Rồi cắn cái này thì mới béo nè. Nó mặn xong rồi bắt đầu cái này. Mình tôm bị chín tái nè, thấy không? Rất là ngon. Cái này quá. Tỏi. Hành tím. Cà pháo. Cà chua. Này hơi nhiều quá, nó mặn à. Trời luôn đi. Cả quá. Quá cả.
nó ngon đã rồi. Mà khỉ nó béo quá, nó mặn, nó mặn chát, ngon quá. Mình nghĩ mình ăn thế hết hai dĩa vậy luôn, không cần cơm đâu. Ăn rau củ không gì mà cũng tốt, không dầu mỡ. Các bạn chưa thử á, thử đi, ăn rất là ngon. Nó cũng chẳng khó làm đâu. Ok, thôi cảm ơn bạn nhiều ha. Mình chỉ quay để mình chia sẻ thôi. Đây là lần đầu tiên mình làm cái món này, nhưng mình thấy rất là ngon. Mình sẽ sử dụng cái món này cho mình lúc nào đó có bạn bè tới tới nhà ăn uống á, mà có thể họ ngán được hết tất cả những cái món giống như là thịt thà, tôm cá như này. Làm được cái món bỏ đủ rất là ngon, luộc kiểu Thái. Alright. Cheese.